Hôm nay đội gỗ Hùng Thịnh Phát bàn giao công trình cho nhà anh Khang ở Long An. Hôm nay em quay trực tiếp nhà vừa làm xong và bàn giao. Nhà rất là đẹp nha quý vị nha. Dạ. Hôm nay bên em giao mặt sập rất là đẹp. Chiếu ngựa này là gỗ cẩm hồng nha quý vị nha. Bên em mình giao vụ cẩm lai đây luôn, cẩm lai rất đẹp. Cô có cần đòi là lấy cái quạt cho các không chú? Dạ, được rồi cô, được rồi. Dạ.